Nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đã ăn chay như thế nào? Việc ăn chay đã không còn quá khó khăn, thậm chí là không còn ranh giới, không còn phân biệt đối với bất cứ thành phần xã hội nào. Trên thế giới, ngày càng có nhiều những người nổi tiếng, đặc biệt là các nghệ sĩ Hoa Kỳ, Hàn Quốc ủng hộ và thực hành ăn chay. Dưới đây là những quan điểm, cách thức ăn chay của các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới. Ellen DeGeneres, tôi chọn ăn chay vì không muốn động vật bị đối xử tệ. MC nổi tiếng Hollywood, Ellen DeGeneres bắt đầu ăn chay từ năm 2008, sau khi đọc cuốn sách đề cập đến quyền động vật. Sau khi chiêm nghiệm cuốn sách, MC lừng danh này quyết định sẽ ăn chay đơn giản vì yêu động vật nên không muốn làm tổn thương đến chúng. Ellen DeGeneres cho rằng cô ăn chay không phải để hy sinh cho bất kỳ ai, bất kỳ điều gì mà chỉ là việc cần phải làm. Ellen DeGeneres từng nói một câu mà hầu như các tín đồ ăn chay đều chia sẻ và nằm lòng. Nhiều người cho rằng họ treo đầu hươu lên tường vì nó đẹp. Nhưng mẹ tôi cũng là người phụ nữ xinh đẹp và tôi chỉ lưu giữ những bức ảnh của bà ấy. Không chỉ ăn chay mà Ellen DeGeneres còn thành lập một trang blog để kêu gọi ăn chay mang tên Going Vegan with Ellen, tạm dịch, ăn chay với Ellen DeGeneres. Ở blog này, MC nổi tiếng nhất Hollywood chia sẻ các công thức nấu ăn thuần chay tốt cho sức khỏe và kêu gọi mọi người hãy ăn ít thịt, nhiều rau xanh. Ariana Grande, tôi yêu động vật hơn chính con người. Ít ai biết rằng nàng ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc đanh đá, nhận được không ít sự ái mộ của nhiều bạn trẻ khắp nơi trên thế giới đã ăn chay từ năm 2013. Ariana từng chia sẻ, tôi yêu động vật hơn chính con người nữa. Cô ca sĩ với mái tóc dài huyền thoại cũng từng cho biết, cô tin chắc rằng nếu tuân thủ theo chế độ ăn chay hoàn toàn từ thực vật, con người có thể kéo dài tuổi thọ và đặc biệt hơn hết, nhờ ăn chay chúng ta sẽ cảm thấy mình hạnh phúc hơn. Lee Hyori, ăn chay để bảo vệ động vật. Nữ hoàng sexy của Hàn Quốc từng làm biết bao con tim thổn thức đã quyết định về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Hyori chia sẻ thêm, quyết định ăn chay không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà đồng thời, cô cũng muốn tuyên truyền cho chiến dịch bảo vệ quyền động vật ở Hàn Quốc. Chế độ ăn chay trường kỳ có lẽ đã đóng góp một phần không nhỏ, giúp cho nữ ca sĩ giữ vững được vẻ đẹp thanh thoát và thần thái tuyệt vời của mình. Peter Dinklage, chàng tài tử ăn chay từ khi còn nhỏ. Nếu là fan cứng của Game of Thrones, chắc chắn bạn không thể không biết đến nam tài tử cao 135cm này. Peter chia sẻ, anh ăn chay từ những ngày còn bé. Cho đến bây giờ, nam diễn viên vẫn tâm niệm rằng, mua thịt hay những sản phẩm từ trứng và sữa cũng chính là lúc người ta đang mua lấy tính độc ác cho bản thân mình. Lâm Linh, sưu tầm. Ha ha ha, 问什么的说